Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Thưa quý vị và các bạn, tờ Hoa Nam buổi sáng Trung Quốc đưa ra một thông báo mới khiến cho dư luận thế giới cho rằng chiến tranh biên giới Trung Ấn đã bắt đầu. Nhưng Trung Quốc vẫn không chịu thừa nhận những thất bại mà phía quân đội của Ấn Độ đã đáp trả nhiều ngày qua. Và đặc biệt vào tối ngày hôm qua, theo tờ báo chính thống của nhà nước này đưa tin rằng nếu Ấn Độ khai chiến thì quân đội Ấn Độ sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn rất nhiều so với cuộc chiến giữa hai nhà nước vào năm 1962. Và nếu ai quan tâm đến cuộc chiến năm 1962 thì biết rõ quân đội Trung Quốc đã tấn công đánh úp lên Ấn Độ đã bị mất cao nguyên Akashi vào tay Trung Quốc. Đây là lời cảnh báo hay đúng hơn là lời đe dọa của Trung Quốc đối với Ấn Độ. Cũng theo nhiều báo chí phương Tây nhận định, Trung Quốc đã cố tình gây lên sức ép và đe dọa Ấn Độ khi chính ngài Thủ tướng Modi đã nói trước kênh truyền hình nhà nước rằng chẳng ai xâm lược biên giới Ấn Độ cả. Thực hư câu nói này như chúng tôi đã phân tích ở bản tin trước. Thực sự, ngài Thủ tướng Ấn Độ không nói vậy. Trong câu nói trọn nghĩa của ông được hiểu rằng không một ai có thể xâm lược được Ấn Độ, nhưng giới truyền thông Trung Quốc và các phe đối lập và nhà nước Ấn Độ đã cố tình bóp méo sự thật để chia rẽ tình hình nội các Ấn Độ. Và chính vì thế, chiến tranh của người dân Ấn Độ đang dâng cao. Các giới báo chí phương Tây cũng theo gió bẻ măng nên đưa ra nhận xét rằng ông Thủ tướng Ấn Độ Modi là người biết nhìn xa trông rộng nên đã nói như vậy để không muốn khai chiến với Trung Quốc. Xét về thực lực của hai bên, dù Ấn Độ cũng đang sở hữu đầu đạn hạt nhân, nhưng xét tổng thể thì thua xa Trung Quốc rất nhiều. Bởi vậy, khi chiến tranh xảy ra, Ấn Độ thất bại là điều không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên, xét về vấn đề này, nhiều tờ báo trên thế giới, nhất là dư luận ở Ấn Độ và nước Việt Nam ta đã nhổ thẳng nước miếng và nhận xét rằng nếu theo như nhận xét của các tờ báo phương Tây thì các nước thua kém về mặt quân sự phải chịu thua Trung Quốc hay sao? Phải cúi đầu để cho Trung Quốc lấn chiếm hết đất đai của mình hay sao? Hãy nhìn xem một Việt Nam nhỏ bé từ xưa đến nay trải qua hàng ngàn cuộc chiến với Trung Quốc, chưa bao giờ Việt Nam thất bại cả. Ý chí chiến đấu cao sẽ chiến thắng tất cả. Quân sự và kinh tế của Trung Quốc vượt gấp cả trăm lần Việt Nam. Cho Trung Quốc cứ phải nhận những thất bại y chề. Bởi vậy, Trung Quốc giàu có hơn Ấn Độ về vũ khí. Điều đó không đồng nghĩa Trung Quốc sẽ chiến thắng Ấn Độ. Những người viết bài này, một số tờ báo phương Tây, đầu óc họ chỉ biết làm nô lệ hoặc không có một lòng tự tôn dân tộc và ý chí sắt đá chiến đấu nên chưa đánh đã nhận thua. Nhưng hãy nhìn người dân Ấn Độ hôm nay, cả nước xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc. Cả nước yêu cầu thủ tướng của họ phải chiến đấu lấy lại những phần đất đã mất. Chỉ ngần đó thôi đã biết là phần thắng thuộc về người Ấn Độ, thuộc về phe chính nghĩa. Cũng trong một bài phát biểu của thủ tướng Ấn Độ, ông đã bật đèn xanh cho binh lính tấn công bất kể kẻ đó là ai khi xâm phạm lãnh thổ. Điều này cũng đủ chứng minh Tổng thống Mỹ đã không nhìn là người không khi quyết định hợp tác với Ấn Độ trong nhiều vấn đề liên quan, trong đó có vấn đề hợp tác quân sự. Trong khi đó, phía Trung Quốc muốn Ấn Độ phải chấp nhận những thiệt thòi về đường biên giới hoặc từ bỏ hợp tác với Mỹ. Trung Quốc không muốn bất cứ quốc gia nào hàng xóm của mình thân cận với Mỹ, vì Mỹ là chủ mưu đánh bật Trung Quốc khỏi thấp nhất nhiều trên thế giới. Về quân sự và kinh tế, chỉ với một chuyến thăm của Tổng thống Mỹ đến Ấn Độ đã làm cục diện nền kinh tế của Trung Quốc xoay chuyển chóng mặt. Những nhà kinh doanh thay vì chọn đất nước Trung Quốc giờ đổ xô sang Ấn Độ, Mỹ cũng sẽ tăng cường hợp tác quân sự với Ấn Độ, thì Trung Quốc ngày càng gây go. Khi bên cạnh mình có một người hàng xóm mạnh,
cả về quân sự và chính trị. Vì vậy, Trung Quốc đã cố tình gây hấn với Ấn Độ. Kính thưa quý vị, trong vụ đụng độ xảy ra giữa quân đội hai nhà nước Trung Ấn, phía Ấn Độ đã xác minh chi tiết về những cái chết của các quân nhân Ấn Độ. Họ đã phát hiện ra sự thật rằng những người lính của họ đã thiệt mạng. Phía đội quân đặc vụ của Trung Quốc, vì Trung Quốc khi cho xây dựng, đắp đập, ngăn dòng chảy của sông, họ đã bố trí đội quân này trước vì biết rằng thế nào lính Ấn Độ cũng can thiệp. Điều này là một lẽ đương nhiên khi con đập đó nằm trên đất của Ấn Độ. Hơn thế nữa, nó ngăn cản dòng chảy, khiến nước sông dâng lên sẽ tràn ngập vào nhiều vùng đất của Ấn Độ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng của Ấn Độ cho biết, quân đội của Ấn Độ đã quá hiền lành, tử tế với quân cướp nước, nhưng ngược lại, quân cướp nước lại quá tàn nhẫn với những người lính của ông. Việc quân lính của Trung Quốc chủ động tấn công và hạ sát những quân nhân Ấn Độ là điều không thể chấp nhận được. Nhưng phía Trung Quốc tuyên bố không chịu trách nhiệm về những hành vi này vì cho rằng quân đội Ấn Độ gây hấn trước. Điều này thì ai cũng biết, Trung Quốc không bao giờ chấp nhận nhận lỗi về mình. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, ngay sau vụ đụng độ với lính đặc nhiệm của Trung Quốc tại biên giới, phía Ấn Độ biết rằng lực lượng quân báo của họ yếu kém hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Bởi thế, Thủ tướng Ấn Độ đã đề xuất với phía Việt Nam cử một đội ngũ sĩ quan binh lính đặc nhiệm đến giúp đỡ quân đặc nhiệm Ấn Độ. Theo đó, phía Việt Nam ta đã nhận lời đề nghị này và cử 400 sĩ quan binh lính đến biên giới Trung Ấn. Vào đêm ngày hôm qua, lực lượng đặc nhiệm Việt Nam đã kết hợp với đặc nhiệm Ấn Độ tấn công vào khu vực địa điểm tuần tra số 14. Đây chính là địa điểm nóng nhất tại thung lũng Gawan, nơi xảy ra cuộc chiến giữa quân đội hai nước. Tại điểm nóng này, con đập mà lính Trung Quốc xây dựng giờ đã bị đặc công Ấn Độ tấn công vào trước đó cho nổ tung. Tuy nhiên, rạng sáng nay, phía Trung Quốc đã cho 20 chiếc máy bay ném bom tấn công cứ điểm này. Pháo phòng không Trung Quốc cũng từ bên kia biên giới nã liên tục hàng ngàn quả đạn 166mm vào đây. Sau đó, xe tăng và bộ binh Trung Quốc đã tổng tấn công. Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, cứ điểm tại số 14 này đã bị lính Trung Quốc chiếm đóng trở lại. Nếu để quân đội Trung Quốc củng cố, đắp đập, ngăn chặn dòng sông, thì cả một vùng rộng lớn lên đến 500 km² của Ấn Độ sẽ bị ngập lụt, không có nơi thoát nước. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Tang lễ nữ hoàng Anh diễn ra hôm nay. Tang lễ nữ hoàng Anh dự kiến bắt đầu lúc 11 giờ, tương đương 17 giờ giờ Hà Nội, tại tu viện Westminster ở London, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo thế giới. Các cánh cửa dẫn vào đại sảnh Westminster, nơi linh cữu nữ hoàng Anh được quàng trong hơn 4 ngày qua để người dân đến viếng, sẽ đóng lại từ sáng nay đến 10 giờ 45 phút, tức 10 giờ 45, tức 16 giờ 45 phút giờ Hà Nội. Linh cữu nữ hoàng Elizabeth II rời đại sảnh Westminster trên cổ linh xa đến tu viện Westminster. Vua Charles III và các thành viên hoàng gia đi sau linh xa. Tang lễ kéo dài khoảng 1 tiếng do linh mục David Hosley của tu viện Westminster chủ trì. Hàng loạt lãnh đạo chính trị và tôn giáo, trong đó có cả tân thủ tướng Alex Chu, sẽ lên đọc lời chia buồn và cầu nguyện. Đến 11 giờ 55 phút, toàn bộ Vương quốc Anh sẽ dành 2 phút mặc niệm để tưởng nhớ nữ hoàng Elizabeth II. Đến 12 giờ, đội danh dự khiêng linh cữu từ bục ra linh xa để di chuyển đến cổng Wellington. Hoàng gia tiếp tục đi sau linh xa. 13 giờ, linh cữu được chuyển sang xe tang để di chuyển đến lâu đài Windsor. Tại đây, một lễ rước diễn ra đưa linh cữu nữ hoàng đến nhà nguyện St. George, nơi bà được an táng. Lễ an táng bắt đầu vào lúc 16 giờ, kéo dài khoảng 45 phút. 29 tháng 9 sẽ là ngày nghỉ trên toàn nước Anh. Hầu hết các doanh nghiệp, trường học sẽ đóng cửa để người dân có thể theo dõi các chương trình phát sóng lễ tang nữ hoàng. Khoảng 2 triệu người dự kiến tập trung về trung tâm thủ đô London để theo dõi sự kiện.
gần 500 quan chức nước ngoài, trong đó có ít nhất 70 người đứng đầu chính phủ như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Macron, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Thủ tướng Australia Anthony Albanese hay Thủ tướng Canada Justin Trudeau sẽ tham dự tang lễ. Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako dự kiến cũng có mặt cùng khoảng hơn 20 vị vua, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa từ nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển. Khi nữ hoàng trút hơi thở cuối cùng hôm ngày 8 tháng 9 ở lâu đài Balmoral, Scotland, hưởng thọ 96 tuổi, triều đại Elizabeth II đã khép lại sau hơn 70 năm trị vì, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử nước Anh. Hơn 7 thập kỷ, bà đã dẫn dắt hoàng gia Anh và đất nước bước qua nhiều giai đoạn thăng trầm, sóng gió của lịch sử. Suốt thời gian trị vì, nữ hoàng luôn tận tụy thực hiện nhiệm vụ nguyên thủ quốc gia của một cường quốc châu Âu chuyển mình theo biến động của thời đại. Truyền thông Anh ca ngợi bà là biểu tượng ổn định của đất nước suốt hơn 7 thập kỷ qua, khi hoàng gia và người dân cần một điểm tựa tinh thần giữa các biến cố. Trong một diễn biến liên quan, cố vấn của vua Zulu bị ám sát. Cố vấn hàng đầu cho vua Zulu ở Nam Phi bị bắn chết vào cuối ngày 7 tháng 9 bên lề một buổi lễ truyền thống. Ông Dumisani Blasius Khumalo đã bị giết bởi các tay súng không rõ danh tính vào đêm qua, ngay sau khi tham dự vũ hội múa sậy ở Nangoma Sihe Zikalala. Thành viên cơ quan lập pháp khu vực cho biết trong tuyên bố, khoảng 10.000 người ngày 17 tháng 9 tụ tập tại thị trấn nhỏ Nangoma, một vùng lãnh thổ của người Zulu ở phía đông nam tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi để tham gia vũ hội múa sậy truyền thống. Trong nghi lễ có tuổi đời hàng thế kỷ này, các cô gái sẽ trình diễn điệu múa cho vị vua của nhóm dân tộc Zulu lớn nhất Nam Phi. Với 11 triệu người, chiếm gần 1/5 dân số đất nước, đây là lễ hội múa sậy đầu tiên của vua Zulu Misu Zulu Zulu, người đăng quan hồi tháng trước. Những người phản đối lãnh đạo mới của người Zulu trước đó đe dọa sẽ có một cuộc tắm máu nếu buổi lễ diễn ra, an ninh vì thế cũng được thắt chặt. Ông Khumalo, cố vấn trưởng của vua Misu Zulu Zulu, chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp trong cộng đồng người Zulu. Ở Nam Phi, một số tranh chấp được giải quyết tại các tòa án truyền thống thay vì cơ quan tư pháp nhà nước. Ông ấy rất trung thành với hoàng gia và từng làm việc gắn bó với phụ thân của vua Misu Zulu, Khaza Nawangwe, chuyên gia về văn hóa Zulu cho hay. Sau khi vua Wesiviu Vetlithini của Zulu qua đời vào năm ngoái, kết thúc 50 năm trị vì, một cuộc tranh chấp về quyền kế vị đã nổ ra. Vua Misu Zulu được công nhận bởi Tổng thống Kigiu Gamafusa, ông là con người vợ thứ ba của vua Govil Velithini. Người vợ cả của vua Govil Velithini đã thách thức quyền kế vị tại tòa nhưng yêu cầu bị bác bỏ. Con trai cả của nhà vua quá cố, người được sinh ra ngoài giá thú tuần qua để đơn kiện tuyên bố ông mới là người kế vị hợp pháp. Các anh em của vua Govil Velithini cũng đã tuyên bố ngai vàng thuộc về một ứng cử viên khác. Tại buổi lễ ngày 17 tháng 9, nhà vua mới đã kêu gọi hòa bình và thống nhất trong dòng tộc. Lãnh tụ tối cao Iran xuất hiện giữa tin đồn sức khỏe yếu. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Hosseini Khamenei ngày 17 tháng 9 xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng sau tin đồn sức khỏe của ông suy yếu trong tuần qua. Mặc đồ đen và đeo khẩu trang, lãnh tụ tối cao Iran Khamenei đã tham gia vào một buổi lễ tưởng niệm nhằm đánh dấu ngày lễ Abengin của người Hồi giáo dòng Shi'ite. Buổi lễ thường niên này vốn luôn có mặt lãnh tụ tối cao Iran đã bị hủy trong 2 năm trước vì đại dịch Covid-19. Các hình ảnh do trang web của ông Khamenei công bố cho thấy lãnh đạo tối cao Iran đi bộ
vẫy tay chào đám đông và ngồi theo dõi các nghi thức diễn ra. Việc ông xuất hiện tại sự kiện dường như nhằm bác bỏ những tin đồn về việc lãnh tụ tối cao 83 tuổi của Iran đang ốm nặng. Báo New York Times ngày 16 tháng 9 dẫn lời 4 nguồn tin giấu tên nói rằng sức khỏe của ông Khamenei đã xấu đi trong tuần qua khi ông bắt đầu xuất hiện các cơn đau dạ dày nghiêm trọng. Tờ báo Mỹ cũng nói rằng lãnh tụ tối cao Iran quá yếu nên không thể ngồi vững và phải hủy tất cả các sự kiện công khai. Tin tức duy nhất trên phương tiện truyền thông địa phương về lãnh tụ tối cao Iran phủ nhận việc ông Khamenei đã hủy cuộc họp với một hội đồng chuyên gia hồi đầu tháng, theo rằng ông đã dự sự kiện vào tuần trước với các vận động viên thể thao. Không có hình ảnh hoặc cảnh quay nào về cuộc gặp trên được công bố, nhưng một số vận động viên đã xác nhận thông tin trên mạng xã hội. Tin đồn liên quan đến sức khỏe của lãnh tụ tối cao Iran Khamenei nhiều lần xuất hiện trong những năm gần đây. Ông Khamenei, người giữ cương vị lãnh tụ tối cao của Iran từ năm 1989, đã trải qua một ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt thành công vào năm 2014. Iran củng cố phòng thủ giữa căng thẳng với Mỹ. Iran trang bị hệ thống phòng thủ dân sự cho 51 thành phố và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không khi căng thẳng với Mỹ gần đây gia tăng. Các hình thức chiến đấu trở nên phức tạp hơn vào thời đại này, tùy thuộc vào sức mạnh của từng quốc gia. Truyền thông Iran ngày 4 tháng 9 dẫn lời tướng Mehdi Farahi, Thứ trưởng Quốc phòng cho biết, ông đề cập đến các hình thức chiến tranh hỗn hợp bao gồm tấn công mạng, vũ khí sinh học, phóng xạ. Theo tướng Farahi, các hệ thống phòng thủ dân sự được trang bị cho 51 thành phố sẽ cho phép Iran xác định và giám sát các mối đe dọa bằng cách sử dụng các phần mềm chạy liên tục, tùy theo mức độ gây hấn và nguy cơ xung đột. Trong khi đó, tướng Khoaidah Gahimzadeh, tư lệnh phòng không Iran cho biết lực lượng đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất. Không phận Iran hiện là nơi an toàn nhất cho các chuyến bay được cấp phép và là nơi nguy hiểm nhất đối với những kẻ gây hấn tiềm tàng, ông nói. Động thái tăng cường bố phòng của Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Israel và Mỹ leo thang. Tehran cáo buộc hai quốc gia này tấn công mạng trong những năm gần đây, làm suy yếu cơ sở hạ tầng đất nước. Iran cũng cáo buộc Israel phá hoại các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ, trong khi Tel Aviv phủ nhận. Truyền hình Iran ngày 2 tháng 9 thông báo hải quân nước này bắt hai tàu biển không người lái của Mỹ với cáo buộc gây nguy hiểm cho an toàn hàng hải, xong sau đó thả chúng xuống biển. Hôm ngày 30 tháng 8, hải quân Mỹ cũng ngăn Iran bắt giữ tàu không người lái của hạm đội 5 ở Mỹ ở vùng Vịnh